Vừa rồi chúng ta đã nói đến cái vấn đề linh và không linh trong việc đưa một tài liệu ở bên ngoài vào. Thế thì có mấy cái vấn đề chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm như sau. Khi một cái ảnh đưa vào đây thì trong Illustrator, nó bản chất gốc là để nó làm các vấn đề vector, nhưng không có nghĩa là nó không xử lý được các vấn đề liên quan tới bitmap. Đấy. Ví dụ như là tôi muốn đưa cái ảnh vào đây thì ảnh đưa vào rồi, nhưng quay trở lại vấn đề là cái ảnh này nó đã đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật cho một bản in hay chưa. Đấy. Vì nhiệm vụ chính của Illustrator là làm in đó. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể làm rất là nhiều việc khác nữa với Illustrator, tuy nhiên là tôi vẫn cần phải làm in là chính. Vậy thì quy cách của in là gì? Quy cách của in là CMYK, đúng không? Quy cách của in là độ phân giải là 300. Thế đến đây thì nó đã đảm bảo hay chưa? Chúng ta quan sát ở trên này để chúng ta thấy mấy cái nhé. Một cái là link, một cái là không link. Đây. Đây, chúng ta xem lại này. Đây là link file, đúng không? Tên của tài liệu, hệ màu là cái gì, độ phân giải là bao nhiêu. Bây giờ tôi lại xem lại cái phần không link này thì mình thấy có khác nhau cái gì này. Tên là email chứ không phải là link file. Tên file tên là gì, đúng không? Hệ màu CMYK, độ phân giải 12. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề là link và không link thì nó khác nhau cái gì. Thứ nhất là định dạng, một cái là ghi là link file và một cái là ghi là email. Đó. Tên của cái ảnh gốc thì trường hợp này là giống nhau, nhưng định dạng này thì là khác nhau đây này, mọi người để ý này. Cái thằng mà không link thì nó được đưa thẳng vào trong môi trường của cái file này, và do đó bất kể là trước đó nó là CMYK hay nó là RGB thì khi ông đã nhập vào trong cái tài liệu CMYK thì ông sẽ tự động bị convert thành CMYK. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết được một vấn đề là cái định dạng màu là nó đã đúng với lại định dạng mà chúng ta cần là CMYK, nhưng nó không can thiệp được vào PPI. Nó vẫn là 72, là cái ảnh gốc là độ phân giải nó chỉ 72 thôi. Thế còn cái thằng này thì sao? Với thằng link thì thứ nhất đây là link file, nó xác định là tài liệu bên ngoài. Tên tài liệu thì vẫn thế, nhưng mà định dạng nó vẫn tôn trọng định dạng gốc ở bên ngoài vì nó không đưa thẳng vào trong tài liệu mà nó chỉ đọc thông số và nó hiển thị ở đây thôi. Do đó độ phân giải nó vẫn là 72, nhưng hệ màu thì không đúng, hệ màu là RGB. Thế thì bây giờ chúng ta nếu mà không có Photoshop, hoặc là chúng ta vì một lý do gì đó chúng ta muốn điều chỉnh luôn ở trong môi trường Illustrator thì có điều chỉnh được không? Thì đây, chúng ta điều chỉnh như thế này. Các bạn vào trong object này nhé, và các bạn tìm cho tôi tới cái lệnh rasterize. Đấy. Ở cái lệnh này các bạn nhấn vào, tất nhiên là phải chọn cái ảnh rồi, đúng không? Và các bạn quan sát này, color mode này, các bạn muốn điều chỉnh cho sang color mode nào thì các bạn sổ danh sách ra các bạn chọn. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy luôn cái phần resolution, nó sẽ đặt sẵn cho các bạn ở cái chế độ là 2 và 300 ppi, có nền hay không có nền. Đấy, nếu mà các bạn chấp nhận là để nền trắng thì xung quanh này nó sẽ là nền trắng. Nếu bản thân nó là đang trong và các bạn muốn duy trì trong thì các bạn đánh dấu vào transparent này, thì chỉ những chỗ nào có màu mè thì nó là điểm ảnh thôi, còn không thì nó sẽ vẫn giữ được cho các bạn cái phần trong. Và các bạn có thể là nhấp chuột luôn đến đây thì nó sẽ thay đổi cho các bạn. Đây này, nhìn đây này. Thứ nhất là transparent này, nó sẽ xác nhận cho các bạn là nền trong này. À không, cái này thì bản thân nó đã không trong rồi. Thế cho nên là có trong hay không thì cũng không giải quyết gì. Nhưng có thêm một cái yếu tố là gì đây? Độ phân giải là 300. Cái này thì đảm bảo để cho các bạn làm sao đây, chuẩn được kỹ thuật in, đúng không? Khoan, nói đến cái chuyện xấu đẹp nhé, màu sắc xấu đẹp, tôi mới chỉ nói đến cái phần kỹ thuật có đảm bảo hay không, thì như thế là nó sẽ đảm bảo cho các bạn là cái đối tượng này nó đủ yêu cầu kỹ thuật. Thế còn cái thằng link này thì sao? Thằng link này thì có điều chỉnh được như thế không? Có điều chỉnh, nhưng một khi các bạn đã điều chỉnh thì nó sẽ không còn là link nữa,
mà là nó sẽ nhét vào trong cái tài liệu này. Đây, quan sát, bấm nút embed nhé. Đây, thì lúc này nó đổi thành email. Tên file thì vẫn thế, nhưng mà một khi nó đã là RGB nhưng nó bị nhét vào trong file CMYK, lập tức hệ màu nó chuyển luôn thành CMYK để đảm bảo đồng bộ về hệ màu. Tiếp theo nữa lại vào object, vào rasterize, và các bạn sẽ thấy luôn. Đấy, nó đặt sẵn cho chúng ta 300 ngay. Tất nhiên có đặt được các hệ khác không? Được. Đây, các bạn vẫn có một số các cái chế độ khác. Ví dụ 72 là để màn hình, đúng không? Medium này, nếu như các bạn làm ví dụ như làm in bạc hoặc là in trên giấy báo thì các bạn có thể để 150. Đấy, còn in offset, in giấy cuche, in trên máy đấy thì các bạn để 300, đúng không? Hoặc nếu không thích nữa thì Azure, các bạn có thể chọn một tham số khác. Nhưng mà đây là một số các cái mặc định mà mọi người hay sử dụng thì nó để sẵn. Và do cái tài liệu gốc lúc đầu tiên là chúng ta đã xác định là để in, cho nên nó cũng để sẵn cho chúng ta là CMYK và 300 DPI rồi. Đấy, thế thì cái điểm khác biệt ở đây là gì đây? Khi mà chúng ta chọn cái link mà chúng ta embed tài liệu vào thì lập tức là nó sẽ convert ngay sang thành CMYK cho chúng ta ngay. Thế đến đây mới chỉ là một phần thôi. Bây giờ chúng ta xem thêm những cái gì liên quan tới cái ảnh đấy nhá. Đây, có mấy cái như thế này. Một cái ảnh thì là ảnh rồi, nhưng cũng có những lúc tôi lại muốn là biến một cái ảnh sang thành vector. Thì đây các bạn sẽ có tính năng như thế này. Image Change, tính năng này nó sẽ giúp cho các bạn là biến một cái ảnh từ vector, từ bitmap, nó xử lý cho các bạn thành vector. Quan sát đây này, các bạn có thể bấm ngay vào đây hoặc các bạn có thể sổ danh sách ra và các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau để trace ra thành cái gì. Các bạn sẽ có chế độ chất lượng cao, chế độ chất lượng thấp, chế độ 3 màu, 6 màu, 16 màu, chế độ ảnh xám, chế độ logo đen trắng, chế độ là phác thảo, vân vân, chế độ đường viền, có rất nhiều. Thế bây giờ ví dụ tôi thích chỉnh cái thằng này. Đây là gì đây nhỉ? Đây là vector. Từ bitmap bây giờ tôi muốn biến thành vector này. Bây giờ tôi chọn là High Fidelity Photo, ví dụ như thế. Đây, xử lý. Chúng ta chờ một chút để xử lý và chúng ta sẽ có được một cái file nó xử lý thành vector cho chúng ta. Ảnh này chắc là nó sẽ làm hơi lâu một tí, tại vì vừa nãy chúng ta đã chop convert nó sang thành ảnh in với độ phân giải là 300 rồi. Đây, các bạn quan sát. Bây giờ tôi đã có một cái đối tượng, nó gọi là đối tượng mới nhé. Nó gọi là Image Tracing. Cái này nếu như mà chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta lại còn phải làm thêm một cái thao tác nữa là Expand, tháo dỡ nó ra. Đây, Expand. Sau khi tháo dỡ ra rồi thì các bạn Ungroup và các bạn có thể vứt cái khung này đi. Đây, còn lại các đối tượng nó đã được vector hóa. Nhìn đây này. Đấy. Các bạn có thể sử dụng một cái hình nào đó, sử dụng một cái logo nào đó, các bạn muốn đồ lại, các bạn vẽ lại. Tất nhiên logo các bạn cũng có thể vẽ, nhưng cũng có thể là các bạn sẽ lấy cái ảnh và các bạn cho nó trace ra. Bảo nó có đảm bảo 100% hay không thì còn tùy vào nhiều vấn đề. Một là cái ảnh đấy tương đối to, hai là chất lượng màu mè, độ tương phản tốt đấy, và cái chi tiết nó đừng có bị nhỏ quá, đừng bị lăm xăm quá, thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để các bạn làm luôn. Đây, ví dụ tôi kiếm từ một cái logo nhé, chúng ta trace sử một cái logo ra.
Bây giờ chúng ta lấy một cái logo. Ví dụ như là Nike đi. Tôi lấy thử cái này. Lười, tôi không muốn vẽ hay là cái gì đấy. Đây, lấy cái này đi. Có cả chữ, có cả hình. À. Đây, ví dụ. Sao chép hình ảnh này. Ok. Bây giờ dán cái này vào đây nhá. Được chưa? Logo đây. Bây giờ tôi thay vì việc là tôi phải ngồi tôi vẽ thì bây giờ tôi sẽ sử dụng luôn cái lệnh này. Các bạn có thể chọn cái black and white logo chẳng hạn, tại vì cái này nó chỉ có đen trắng thôi. Ok. Bây giờ xử lý expand. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có luôn một cái logo nó trace ra. Tất nhiên sẽ có một vài chi tiết không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo đâu. Ví dụ như là một số các cái phần này này, chữ R này hay là cái gì đó nó sẽ bị mất. Nhưng mà trong một cái trường mực nhất định là nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh. Nếu như cái ảnh to, độ phân giải lớn một tí tẹo thì nó sẽ làm càng đẹp hơn. Hoặc là không thì các bạn có thể chọn cái phương án là các bạn để ở cái chế độ là chất lượng cao đi, thì nó sẽ rõ ràng nhiều thứ hơn. Kích thước lớn một tí tẹo thì làm càng tốt. Đấy. Nhưng mà ở trong một góc độ mà các bạn thấy là thay vì việc là ngồi đến cong lưng ra mà vẽ mất độ khoảng 10 phút, 5 phút gì đấy thì cái này nó sẽ làm cho chúng ta rất là nhanh. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng trong một trường hợp khác như thế này. Chúng ta thiết kế một cái gì đó, đưa một cái ảnh vào thì đấy là một chuyện rất rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái chế độ Trace này ra thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình ảnh mà nó sẽ có cái tính chất khác lạ đi về mặt thị giác, phải không? Tôi lấy ví dụ như là mình tìm một cái hình ảnh chẳng hạn là đây, ví dụ tôi copy tôi lấy một hình ảnh này nhé. Sao chép hình ảnh. Đây. Một hình như thế này thì các bạn thấy là rất bình thường đúng không? Tại vì nó là cái ảnh, nhưng mà bây giờ nếu như mà tôi xử lý nó bằng cách là tôi dùng cái chế độ là Trace, tôi có thể có được những cái hình trông đôi khi nó rất là lạ. Đó. Ví dụ như thế này. Khi nó chơi ra ở một cái chế độ mà nó hơi thô một tí, chúng ta sẽ có được một cái cảm nhận khác. Chúng ta có được cảm nhận khác về cái hình đấy. Đây các bạn có thể nhìn so sánh luôn hai cái. Đó. Một cái rất rõ ràng, một cái nó giống như một cái phác thảo, một cái tranh. Cảm nhận xem một cái tranh với cảm nhận xem một cái ảnh nó rất là khác nhau. Đấy, mình có thể biến một cái quen thuộc, tức là nhìn bằng nhìn một cái trơn tru tròn trịa bằng bằng ảnh, mình có thể đưa nó ra chơi nó ra ở một cái chế độ mà nó hơi gai góc hơn một tí, mảng miếng hơn một tí, tự dưng là cái cảm nhận nó khác nhau rất nhiều. Đây, đó, nó như là vẽ. Vào đây xem cái này, rõ ràng là nó cho cảm giác rất khác nhau. Các bạn có thể sử dụng cái tính năng Trace này để các bạn đem lại một cái sự khác biệt trong cái cảm nhận thị giác cho người ta. Đấy, thay vì dùng ảnh nguyên. Thì đấy là cái việc mà chuyển đổi từ một cái bức ảnh
bitmap sang thành vector. Thì đấy, các bạn có thể là sử dụng cái chế độ đó. Đây, nó còn có những chế độ hiển thị khác. Các bạn nhìn này, khi mà đang ở image trace thì các bạn có những cái chế độ view, ví dụ như là tracing này, đây là kết quả này, tracing ratio with outline này, đấy, vừa lấy và vừa hiển thị là cái đường viền này, đấy, outline này, đấy, cho phép ra được các cái đường viền này, phồng thổi này, rồi outline with suộc image này, vừa ảnh gốc vừa là suộc image. Thì đây, nó cho phép chúng ta là thể hiện những cái gì, và chúng ta có thể lựa chọn được cái cách thể hiện rất là khác nhau. Đấy. Thế còn muốn chỉnh sửa hẳn ra thì các bạn expand ra thôi. Còn nếu mà không chỉnh sửa sâu thì các bạn cứ để nguyên nó ở cái chế độ là image tracing này. Thế ngoài cái này ra nữa thì các bạn còn có thêm một cái thứ mà tôi cũng phải nhắc này. Đó là cái vấn đề đôi khi chúng ta lại xử lý một cái ảnh lại có bao gồm cả một cái đối tượng nằm trên. Đối tượng nằm trên này thường là một cái vector hay là một cái gì đó chẳng hạn, và các bạn có thể để nó ở một chế độ là opacity để trong trong như thế này để có thể là nhìn qua được. Ví dụ các bạn để thêm một cái tiêu đề text hay là một cái gì đó đây, đúng không, một cái dòng chữ gì đó, một cái tiêu đề gì đó, các bạn để như thế này để lên trên một cái bức ảnh đấy, và một cái phần mà opacity hơi trong như thế này để lên trên để làm gì, để mà nó nổi dễ nhìn cái ảnh này lên đấy. Thế thì trường hợp này thì khi mà các bạn xuất cái tài liệu ra thì có nên để như thế này hay không, thì có một cái phần mà các bạn cần lưu ý, đó là vào trong object các bạn sẽ phải giải quyết cho tôi một cái phần như thế này. Đây, chúng ta sẽ có một cái lệnh mà các bạn nên sử dụng, lưu ý thế này, giả hợi cái này, nếu như mà các bạn có một cái đối tượng trong thế này nhé, một cái đối tượng trong bất kỳ mà các bạn đặt lên trên một cái ảnh đấy, thì nên sử dụng cái lệnh này, đấy là phần object này, đây này, flatten transparency. Nó sẽ giúp cho các bạn đảm bảo cái chất lượng cái in ra nó ít bị lỗi. Vì sao? Vì nó thay vì việc là nó phải xử lý một cái đối tượng trong đặt trên một đối tượng khác, thì nó sẽ xử lý thành ra, nó cắt ghép ra thành một cụm như thế này, flatten transparency. Nó cho phép các bạn thiết lập một số các cái tùy chỉnh, ví dụ như convert all text to outline, cái này là biến đổi text ra thành hình vẽ để đảm bảo rằng là nó không có ảnh hưởng tới cái chuyện có phông hay không phông, đúng không? Convert all stroke and outline, vân vân, độ phân giải, vân vân. Bây giờ tôi nhấp OK này thì các bạn sẽ thấy cái gì ở đây, thành một group. Nếu như tôi ăn group ra, tôi có cái gì, tôi có cái này, nó cắt cái ảnh này ra. Cái phần nào mà bị ảnh hưởng bởi một cái transparency ở trên thì nó xử lý thành ra cái đoạn đấy với lại cái transparency thành một nhóm đối tượng luôn. Đấy, thằng này không dính dáng gì cả thì nó sẽ cũng không dính dáng gì cả, nó lại thành một cụm khác. Đấy, nó tách bạch nha như thế này thì nó giải quyết mọi vấn đề, nó sẽ không bị chồng chéo, không bị lỗi. Nó giảm thiểu cái lỗi đi, thay vì việc là nó cứ phải xử lý à tầng dưới là một thằng gì đấy, là thằng này, tầng trên lại là một thằng vector nào đó có tô màu gì đó, lại tạo ra độ trong suốt, lại phải xử lý trong suốt đó để nhìn thấy cái đối tượng ở bên dưới. Do đó thì nó tách ra chỗ nào dính dáng đến thằng transparency độ trong mà nằm trên thì nó xử như thế. Thế thì như thế này thì chúng ta sẽ đạt đến một cái độ an toàn cao hơn khi mà chúng ta đem file đi, chúng ta in ấn hoặc xuất.
tài liệu cho phim ra, thì illustrator nó hỗ trợ, nó sẽ đưa cho chúng ta cái cách tách ra từng mảng một, mảng nào có hiệu ứng đối tượng trong nằm trên thì nó cắt ra như thế này đây, đúng không? Thằng nào mà không có thì nó giữ như thế này đây. Chữ thì cho phép là biến đổi hết thành ra hình vẽ để đảm bảo rằng là nó cũng sẽ không bị lỗi khi mà xử lý phông. Thì đấy, dính tới ảnh thì có mấy cái mà các bạn cần phải lưu ý như thế cho tôi. Mà thế còn ngược lại thì sao? Vừa nãy là chúng ta nói là một cái ảnh bitmap đúng không? Chúng ta convert để chúng ta đưa nó thành ra vector. Thế ngược lại, bây giờ tôi có một cái vector, tôi có xuất, tôi có làm cho nó thành ra bitmap được không? Thì đây, chọn cái vector mà các bạn cần, sau đó thì các bạn vào object và vẫn cái lệnh rất quen thuộc là thôi, rasterizer, bấm vào đây, chọn hệ màu, chọn độ phân giải, nhấp ok một cái thì lập tức là các bạn sẽ có cái này biến đổi thành ra một gì đây nhỉ, biến đổi thành ra một cái ảnh ở trong trong Illustrator. Thế đấy là cái lệnh để mà chúng ta có thể biến đổi ra được từ vector biến luôn ra thành bitmap ở trong cái bản thiết kế Illustrator này. Và thêm một cái nữa tôi cũng nhắc luôn, ngoài cái chuyện là biến đổi theo màu để mà in ấn luôn thì các bạn còn có một cái này, mặc dù hơi đi lệch một tí nhưng tôi nói luôn là nên sử dụng nhé. Đó là cái gì? Trong cái phần rasterize này thì có một cái chế độ là cái chế độ grayscale, biến đổi thành thang độ xám. Về sau này khi mà các bạn vướng tới một cái yêu cầu là thiết kế một cái gì đó, kể cả trong một cái bố cục thông thường đi, nhưng mà tốt nhất là ở trong cái thường là tôi hay sử dụng cái này để nói với học viên về cái phần thiết kế logo chẳng hạn. Khi mà chúng ta thiết kế một cái gì đó mà chúng ta sẽ kiểm tra cái độ tương phản và cái độ vênh màu giữa các cái thành phần ở trong bản thiết kế, thì tôi hay dùng cái này để kiểm tra một tí. Màu sắc bắt cạnh nhau thì mắt thường quan sát rất tốt, nhưng mà nếu trong trường hợp bất khả kháng mà cần phải thể hiện nó bằng bằng cái phương án là không màu chẳng hạn, thì cái sắc độ như thế được chưa đấy, thì thường thường là tôi sẽ kiểm tra bằng cách là biến đổi nó thành grayscale. Nếu mà biến đổi thành grayscale mà tất cả mọi thứ nó đều rõ ràng cả, nó không bị chìm vào nhau, nó không bị lẫn vào nhau, thì như thế là cái sắc độ giữa các mảng màu như thế là nó xử lý tốt rồi, nó không bị lẫn vào nhau đấy, tương phản tốt rồi. Còn nếu như mà trong thiết kế mà từ một cái bản thiết kế có màu mà con vớt sang thành grayscale mà cái mảng nào bị lẫn, bị chìm vào nhau ấy, thì có nghĩa là màu các bạn còn cần phải điều chỉnh lại một tí, tại vì như thế là cái sắc độ, độ tương phản nó không tốt, nó bị lẫn vào nhau. Khi mà trường hợp chuyển sang xám như thế này có nghĩa là sắc độ không tốt, thì mình cần phải chỉnh lại làm sao cho nó vênh nhau rõ ràng hơn. Thế đấy là mấy cái mà cần lưu ý nếu mà làm việc với ảnh ở trong Illustrator.